Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm trà sữa trân châu, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Hai trăm gram trân châu chúng ta đem luộc. Khi trân châu chín thì chúng ta đậy nắp ủ thêm khoảng 15 phút để cho trân châu mềm và dẻo. Tiếp theo, chúng ta xả trân châu qua nước lạnh và cho vào tô. Phần đường đen, chúng ta sử dụng 150g đường và 80ml nước. Nấu sôi cho đến khi nước đường sánh kẹo lại là được. Đợi nước đường nguội, chúng ta trộn vào trân châu. Nguyên liệu để làm gồm có trân châu, sữa béo, rau câu. Chúng ta sử dụng trà sữa matcha hay trà Thái tùy thích. Một gói 20g chúng ta pha cùng với 60ml nước sôi. Và 20ml sữa béo, khuấy đều. Sau đó lần lượt cho trân châu, rau câu, đá lạnh vào. Đây là cách pha trà sữa rất ngon và đơn giản, ai cũng có thể làm được tại nhà. Chúc tất cả mọi người làm món trà sữa trân châu thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.